là mình xài. Giờ đầu tiên là mình rửa cho nó sạch, xài cho nó sạch. Ráo nước lọc vỏ cái bông này, giờ là mình lọc lọc vỏ này, vỏ bỏ đi. Tuyệt nhiều luôn đó, mà mình lấy cái cứng đó mình làm,
nó dập qua mình không có làm được, làm cũng được nhưng mà ăn nó không có, nó không có cái chất lượng, ăn nó sợ nó không có được tốt, nên mình lấy cái cứng đi mình làm, còn cái dập mình bỏ. Chai chín quá, chở đoạn đường xe ấy, nó dập hết rồi. Sơn lâu nào là tốt không mấy, cho nó keo, cho nó chín xài nó keo lại. Sơn lâu nào là tốt.
này. Xem rồi các bạn. Giờ mình nhấc xuống đỡ phân. Đó. Năm phân. Thank you.
mình đi pha. Giờ mình pha cho nó dâu mà. Và nén thì 2 ngày khô. Các bạn ơi, mình làm bánh xoài mình pha khô ra rồi nè. Giờ mình gỡ nó ra. Mỏng quá, không có nén, phần mỏng khó được. Phần gì à, là dở được. Chưa khô nó còn ướt à. Bánh xoài à. Bánh xoài nó to. Nó còn ướt nó chưa khô à. À, thiệt ngon. Dẻo à, ngon, bay mùi gừng thơm ngon. Đây là thôi thêm nữa là khô cho vô cũng còn ướt à. Dẻo lên, thơm mùi gừng quá. Bánh xoài thành công rồi. Cảm ơn đây.